chứ chín rau sáng giờ bán được không? Chín rau sáng giờ bán chậm lắm mình định ơi, về đô thị đuối hả? Ừ, chạy tới luôn rồi mà đuối luôn. Chứ bán buôn cái này thì nói chung em cũng nói thiệt cho quý vị nghe là bán cái này giống như là ăn trộm nữa. Nhìn trước nhìn sau nhìn tới nhìn lui. Để ông có định quyết định mở một cái vựa dừa không để cố định khỏi em đuổi muốn, đi muốn lắm vậy? Nhưng mà có một cái là bây giờ vốn liếng không có. Chứ hôm bữa bán cái xe cho người ta bù thêm 3 triệu nữa lên nguyên một cái xe dừa nè, lên là 1,000+ trái dừa này nè. Thì em để bán từ từ, bán trong vòng 2-3 ngày. Thì nói chứ cũng muốn mở cái chỗ để mà ổn định lắm, nhưng mà thứ nhất là không có vốn, thứ hai nữa nhà cửa đây mắc quá, cho nên là em không dám lên tiếng luôn á. Thì tức là mình ăn chắc mặt bền cho khỏe hả? Đúng. Dừa, dừa hả chị? Mua dừa đi chị ơi. Hai trái hay ba trái? Ba trái 20 ngàn. À, ừ. Chứ đưa hai trái là... Dạ? Bự là 15 ngàn trái. 14, 15, 13. Không, chính ra ông sắc dừa rất là professional quý vị ơi. Chứ cũng muốn có cái chỗ ổn định để làm ăn mà không có vốn quý vị. Thôi kệ đi. Mình muốn làm ăn lớn mình phải đầu tư, không đầu tư thì sao làm ăn lớn được cha. Có đầu nhưng mà không có tư. Đầu tư gốc có phần không? rồi. Để nguyên. Ủa giờ đào là được mấy cái dừa đó 30 ngàn 200, 20 ngàn 3 trái đó hả? Dạ. Sao to vậy, bữa nhỏ mà. Nói chung là cái đợt vừa bự vừa nhỏ chứ mình đâu có biết được. Vừa bán vừa liếc mắt quý vị ơi, sợ đô thị. Không có, nói chung là chạy như chó đẫm không vậy. Chạy tới và lui, tới lui. Buồn lắm. Nói chung vậy cũng vui. Giống như thay vì mình đi tập thể dục vậy đó. Thì mình chạy tới lui, còn cái này mình không có tập thể dục mà mình tới lui. Nói chứ quý vị ơi, buôn bán mà phải có này có kia nó mới vui. Tại không tốn tiền mặt bằng thì phải chịu vậy thôi. Đương nhiên người ta thuê mặt bằng mấy triệu. Bây giờ chú ơi, bây giờ làm ăn khó khăn mà đâu có nói được. Không, một trái vậy ơi. Chặt. Lấy ba trái chứ sao một trái. Anh nói vậy sao được, ba trái mình về anh bỏ tủ lạnh đi chứ ai mà lấy trái về. 20. Trái một cái 15 ngàn. Không, lại vừa xiêm xanh ngọt đó, còn lại đây là ít nước nhỏ nè. Thì đây có loại nhỏ nè. Ba, lấy ba trái về anh bỏ tủ lạnh đi cho nhỏ nó uống. Nghe. Ba trái 20 không chịu. Rồi một trái em chặt ra nè. Nói gì thì mình bán tới 5 ngàn. Không, mới là nãy em nói là một trái là 15 ngàn, ấy là loại dừa xiêm xanh á, em cũng nói rồi. Và ông nghiệp chướng á. Ông nghiệp chướng trời ơi. Ừ, mất cái 8 ngàn để tôi trả tiền lời ông 2 ngàn. Thôi kệ đi, có người này người kia mà, chứ mình đâu có nói được. Buôn bán mà phải có này có kia chứ. Phải có mặn, có đào, có lê, có bưởi. Đúng, hả? Có mà nạc phải có mỡ chứ đâu có nói được. Khi buôn bán đâu phải suôn sẻ đâu quý vị. Đúng rồi, chính người mười ấy đó. Chứ đâu có nói trước được. Làm cái gì cũng vậy. Ừ. Bán hàng này nhiều khách vui tính đó. Nhiều khách thì năm mà. Thôi kệ chứ bà giờ biết sao giờ. Bán cái này giống như là mình làm dâu trăm họ vậy đó Định ơi. Chứ không phải là dễ ăn đâu. Kiếm trăm tiền đâu dễ hả? Đúng, kiếm tiền khó lắm.
kiếm tiền không có dễ đâu quý vị. Quý vị ơi, ngày hôm nay anh Chính Rau có lên giao bán đâu quý vị ơi. Lên giao lên gì ông nội, giao gọt dừa nè quý vị. Ủa lên giao lên gì vậy? Thì hôm bữa là Bình Định có nói với em vậy nè quý vị ơi, thì nói là có cô anh chị vậy đâu á đặt cái dao giống như cái dao của Chính Dừa đây, à, dao sắc đó. Thì em cũng liên hệ về với nghe tiếng còi bíp bíp là ông Chính Rau giật mình sợ đô thị. Với chỗ làm dao á thì em làm lấy được 3 cây, thì người ta làm lại rồi cái dao giống như cái dao ngày xưa luôn, bén lắm, quá bén luôn. Rồi ai mua thì có thể ghé 162 Nguyễn Thị Thuộc liên hệ. Mà cái dao này đặc biệt lắm nếu quý vị, dao này cán cây luôn á. Nè, cái dao giống như cái dao ngày xưa luôn nè, nó rất là bén luôn. Nè cái dao quý vị nhìn cái dao thấy gốm không? Đó, nó xấu bà cố luôn. Nhưng mà nó bén bà cố luôn. Bén. Mà quý vị thấy không? Dao rất là ngọt, rất là nhẹ nhàng luôn. Công nhận luôn á. Cái dao này là đúng cái dao giống ngày xưa luôn. Thì nói chung là đem lên là 4 cái, nhưng mà em lấy 1 cái em xài nha, còn 3 cái thì đây em cũng có nói chung là gói sẵn hết rồi. Ai mua liên hệ Chính Rau nha quý vị. Bao nhiêu? 85.000. Dao này là 85.000. Em sẽ chỉ cho cái quý vị thấy cái này nè. Đó, như ví dụ như quý vị sắt mấy cái đầu này, cái dao mình phải biết xài hả, biết sử dụng hả? Đây nè, đó quý vị sắt cái này nè, phải không? Đó sắt thì nó bình thường rồi, đó sắt bình thường rồi, nhưng mà khi mà xuống cái tấm thớt hay là cái cây gì đó thì nó dính xuống vậy, quý vị yêu cầu quý vị tách ra cái vậy là nó sẽ bể đây. Ha, còn cái dao này thì em cũng nói thiệt, cái dao này thì nó cũng mẻ mấy lần rồi nè, nó mẻ mấy lần luôn rồi nè. Đó thì em cũng có mài sơ lại nhưng mà nó cũng còn cái dấu. Đó, cái dao phải sắt theo đường thẳng hả? Dao này chỉ sắt đường thẳng thôi chứ nó không có đường cong đường gì hết trơn á. Bây giờ rảnh nó bén lắm, sắt cho tôi 10 cái dừa xiêm xanh đi. 10 trái dừa xiêm xanh. Ừ. Ok. Không, tí nữa mình sẽ lấy cái dao này đây nè, cái loại này là cái loại này nha quý vị. Đó, đây. Giả là giờ bán là mọi dao ra 85.000 hả? 85.000 tại vì ai cái dao mua ship nha. Còn ai tới trực tiếp thì ghé 162 gặp ông Chính Rau nhưng mà liên hệ trước mới có. Tại vì hôm bữa gửi lên được 4 cây thôi, 4 cây em lấy 1 cây em xài rồi. Thì cái này là em không có đưa quý vị được. Đó là mua giùm đó. Thì 85.000 một cây. Thì em cũng nói thiệt là gửi cái anh ghe dừa lên thôi chứ không có tốn tiền ship tiền gì hết. Thì lên tới đây thì nói chung là 85.000 cây. Thì em lấy 4 cây. Còn cái dao này dao cũ năm rồi. Đây để em phải ngó công an. Buôn bán mà cái tim đập phình phịch vậy cha. Nói chung cứ là ngó đô thị miết vậy, có vợ ông lo rồi coi rồi. Đâu có làm lơ được. Còn cái đây cái dao mới nha quý vị, để mình cắt nó vô quý vị coi. Rất là ngọt nha. Ngọt nha. Chứ đừng để về cô bác xài thì lỡ mà có gì cái nói tại sao mà cái dao mày mới xài bữa nó mẻ. Cái dao này cũng em nói thiệt, nó chỉ đi đường thẳng vậy thôi. Đó, sắc như là sắc rau quý vị. Đó quý vị thấy không? Đó, rồi gọt cái kiểu khác nữa nè. Đó, gọt như vậy nữa. Đó, còn muốn gọt nữa em gọt nữa. Đó, gọt kiểu này nữa nè. Nè quý vị ơi, quý vị. Đi gọt kiểu đó hết cho tôi cho nó nhẹ. Đó, đem về cho nó nhẹ. Rồi đặng đút cái lỗ đít uống đúng không? Mới biết đó cha. Cha có nói tôi đâu mà cha nói cha chỉ tôi. Bữa bạn tôi chỉ tôi đó. Vậy đó hả? Trời ơi công nhận nha. Quý vị ơi, cái này cái đít á mình chọt cái dao xuống cái mình bỏ ông hút vô là dao rất là bén nha quý vị. Bữa mới phát hiện được mà ông nói ông chỉ tôi hả? Chỉ nào. Rồi. Thì tôi uống vừa xiêm xanh á, xiêm ngọt á. Quý vị cứ thấy em gọt đừng có bắt chước nha. tay chân thì nó không có linh hoạt giống như em á, rồi cho nên là hơi bị khó khăn chút xíu. Cái này mấy cái giờ này thì gọt như vậy nè. Sao bữa nay nó vắng dữ vậy ta? Hôm nay vắng lắm mà Bình Định.
nay đường cũng vắng nè, nó không có giống như mấy bữa đực bữa cái, không phải bữa đúng. Nào cũng đông khách như bữa clip trước đó nha quý vị ơi. Đúng clip trước bữa nào như vậy em chính rau giàu á. Trời ơi, ông cắt giường cắt mẹ đem liếc hoài đâu vậy. Có phải ngó chứ, ngó đằng chạy, ngó đô thị rồi, ngó đằng chạy quý vị ơi. Cái buôn bán ở đây là phải vậy chứ không có suôn sẻ đâu. Nó là bạn của mình định giáo yêu là ta tha à, nó nhốt luôn. Nói bạn mình định giáo yêu là nó nhốt luôn. Nè quý vị xem cái dao em làm nha, quý vị đừng có làm giống như em, làm từ từ thôi, đừng có làm giống như em rồi xong rồi cái hư cái dao uổng. Nó chỉ 85 ngàn, đối với 85 ngàn rẻ mà, đối với mình thì nó quá rẻ, nhưng mà đối với những người như người ta không có tiền á, 85 ngàn rất là quý quý vị ơi. Nó chứ xài tiền hay làm gì cũng vậy phải suy nghĩ rất là kỹ. Ba trái dừa nhỏ phải không? Tôm sắc dừa thấy ghét quý vị rất là nhanh luôn. Dừa này em có thể em cầm cái dao này em chặt luôn chứ không phải là ấy luôn nha quý vị. Người ta nói nghề dạy nghề quý vị ơi. Chứ không phải làm riết quen hả? Nói chung là nghề dạy nghề cũng đúng. Thì nghề nào theo nghề đó. Cái cơm bỏ vô cái ly đúng không? Bỏ ly. Dạ. Ê, tôi bán hàng mà cái tôi tâm lý không ổn định tôi không dám bán âm chính. Không. Đi bán mà cứ ngắm chờ đô thị nó tới sợ à. Nó chết vậy nó thập phùng á. Quý vị xem trái dừa của chín râu nhỏ nhỏ nha, không có bự đâu. Đó. Thì cái ly của em là cái ly này là ly là 1 lít. Tại dưới đít đây nó để là 100 nè quý vị. Ha. Quý vị nhìn kỹ nha, coi em có pha nước pha gì không. Chứ em cũng nghe nhiều người nói, cũng nghe nhiều người nói là nói bán dừa, cái dừa của chín râu pha nước thêm nó mới nhiều vậy chứ cái dừa làm sao mà nhiều. À quý vị xem nè, thấy không, chứ không phải là đơn giản. Trái dừa ấm lựa sao mà trái nào nó cũng non hết, hay thiệt dừa ăn luôn á. Dừa chín râu là tuyển chọn nha quý vị, đó là hoa hậu nha quý vị. Còn á hậu chứ mão hậu là hàng giả. Lấy gì anh ruột? U như kỹ. Dạ anh chạy lên trên mà em đi. U như kỹ là y như cũ. Ở dừa đây cũng non luôn nè quý vị, hay không? Trái dừa nè quý vị. Trái dừa gà 1 lít nước luôn á. Tại cái ly của em là 1 lít. Cái ly của em là 1 lít cho nên là cái dừa nó không có đầy hung. Còn để em lấy cái ly nhỏ cho quý vị xem nha. Cái một người mà sao uống hết ly nữa trời. Hên xui, nhiều khi bạn bè uống thêm. Cho hai trái dừa uống đi. Dạ. Rồi bây giờ là bắt đầu khách tới tấp nập rồi đó quý vị. Còn cái ly này là cái ly nhỏ nha quý vị. Mình cất cái dao này vô đi, dao mới để dành. Dạ dạ. Bà nội cha mấy cái dừa đâu có trơn người ta. Bữa sau nay dừa 30 ngàn hai cái nhiều quá vậy. Phải tại nãy lấy dừa đây nè. Bó lồng sộn à. Ừ. Của anh 3 ly. Của anh 1 ly đúng không? 3 trái. À 3 3 trái 2 ly hả? 3 trái đem về luôn. 3 trái đem về. 3 cái 2 chục hả anh? 3 trái 2 chục. Nay lên YouTube hay sao mà vui quá hay sao không chặt được dừa. Dạ không phải, tại để cái dao này không dám rớ. Dạ Bình Định giáo yêu. Dạ. Bình Định giáo yêu. Rồi, Bình Định giáo yêu. Bình Định giáo yêu cũng có đó. Bình Định khó ưa lắm.
Bình Định khó ưa. Bình Định quỷ yêu á. Em bỏ ba trái vô mình. Dạ. Vừa ngọt đấy nha. Vừa về, cũng ngọt hết trơn á. Về anh uống thử cái rồi vừa mai anh ghé em. Em mua của anh đây quanh năm suốt tháng rồi. Ba trái này. Mua mà cuối năm không tặng lịch luôn mà. Ba cái miệng á. Chạy chạy sơ sơ cái miệng cho em chín. Quý vị thấy em làm đừng bắt chước nha. Chặt cái nó đổ tùm lum. Thôi để em có. Không phải đâu đâu nha. Còn cái này nó to mà ít nước quý vị. Cái này vừa sim đá. Vỏ nó hơi dày. CO qua phụ luôn quý vị. Quý vị nhìn trời ơi nó vàng. Đồ cái đấy gần lít nước luôn á. Ta vừa cả lít nước quý vị ơi. Thì em hôm nay em bỏ ba cái dừa này tùm lum nó không có, nó không có đồng đều. Bữa nay nó không. Bữa nay để lộn xộn đó. Không phải là lộn. Mình đó. Tại vì bị dí nhiều quá giờ quán quán luôn rồi. Sáng giờ bị dí hai ba chập. Bị dí nhiều quá giờ dừa nó lộn xộn. Rồi 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 từ 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 cứ từ từ. Dí nhiều quá cho nên là em hơi bị quán. Tự dừa nó to chà bá nè, biết nhiều nước không ạ? À? Cái này nó vừa vừa nước là nó không có nhiều mà nó không ít. Nó vừa vừa thôi, nó không có nhiều mà nó không ít nha quý vị. Em chỉ cần nhìn thấy dừa thôi là em biết nó nước nhiều hay nước ít rồi. Ông chính rau này bán dừa là khách quen là chủ yếu. Chủ yếu là khách quen nhiều chứ còn mà khách vãng lai hết ít lắm. Chứ ở đây thì cũng nhờ anh chị ở đây thì cô chú bác ở đây thương ủng hộ chứ cũng có hay hoi đâu quý vị ơi. Ông buôn bán có gian không ơi? Chứ cũng có hay hoi gì đâu chứ thì có người chung... không có gian buôn bán sao được. Tôi cũng có gian buôn bán nè. Hồi nhỏ tôi cũng đã tập tành buôn bán rồi. Buôn gì? Tôi buôn bán gì cũng đắt hết á. Vậy hả? Bây giờ anh bán không cái có gì thời anh gian để bán luôn. Đâu anh bán cái gì thử em coi. Bán thân. Chứ nó chứ cũng muốn ổn định lắm mà bây giờ không có vốn, không có là không có đầu tư được nên là không có được cái chỗ đàng hoàng. Em thì em còn bông bông muốn ngoài làm đường cái lụa dừa mà phải có chỗ rộng, đất rộng hả? Không không cần rộng. 6 mét vuông là được rồi. Gì 6 mét vuông cha? Trong vòng 6 mét vuông là làm được. Là có cái chỗ ngon lành là 6 mét vuông thôi nhưng mà có một cái là bây giờ thì nói chung là không có vốn rồi không có ấy cho nên là không có làm được. Tại vợ em cũng đang thất nghiệp á. Lâu lắm rồi từ hôm mùa dịch tới nay. Tính làm cái dừa rồi nạo dừa khô rồi dừa ấy rồi làm ra để cho vợ em làm mà bây giờ thôi kệ đi chứ giờ biết sao giờ có gì chứ ở đâu cũng vậy cũng phải làm. Phải làm mới có ăn chứ, chứ làm sao có ăn. Bây giờ mà không làm ở không là ăn núi cũng lỡ quý vị ơi. Chứ giống như Bình Định cứ tối ngày đi quay lông bông không mà tiền hơn em á. Nghèo muốn chết tiền hơn ông. Nghèo mà Bình Định nghèo lắm quý vị ơi. Bình Định sáng là không có có gì ăn hết. Sáng giờ chưa ăn nè. Bình Định ăn hủ tiếu ở bên phở lệ. Phở lệ hả? À. Sáng Bình Định không có gì ăn cho nên là Bình Định phải ăn phở lệ thôi.
phở lại rơi á. À chứ ở đây hôm nay là em cũng nói thiệt, hôm nay cái vắng lắm quý vị ơi, chứ không có đông đâu, không được đâu. Nhưng mà mối mang thì vẫn ok, khách vẫn like thì ít, mối mang của em thì vẫn cứ bình thường, nhưng mà có một cái là vắng thôi, vắng cái khách vẫn like thôi.